Tôi đại diện cho công ty thiết bị kỹ thuật Triệu Vũ với thương hiệu Triệu Vũ Siêu, sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái loại siêu bốn ngày này. Là siêu bốn ngày chuyên dùng để niêm phong các loại xe bồn với chi phí rất là rẻ. Bây giờ là tôi sẽ thực hiện thao tác ở trên cái khóa cửa container. Thứ nhất, trên tay trái của tôi có cái một khoảng dây kẽm, tôi sẽ xỏ qua cái lỗ ở trên cửa khóa, sau đó luồn hai đầu dây kẽm vô hai cái lỗ ở trên đầu siêu bốn này. Bây giờ là công đoạn quan trọng nhất để mà tránh tình trạng mà người ta sẽ rút được cái cọng dây kẽm này ra khỏi cái siêu, thì bây giờ tôi sẽ gặp cái đuôi cọng dây kẽm về phía đầu của cái siêu, và mặt sau cũng vậy, tôi sẽ gặp lại như vậy. Hiện tại bây giờ là tôi đã có một cái vị trí rất là chắc chắn để cái dây bám vô siêu. Bây giờ tôi sẽ thực hiện thao tác như sau. Tôi sẽ đưa cái mỏ neo vô cái vị trí của cái thân siêu và sau đó bấm lại. Và bây giờ tôi đã thực hiện xong cái thao tác niêm phong cái siêu bốn ngày này, và nó ra thì nó rất là chắc chắn. Thì nếu mà cố tình kéo ra thì có thể nó sẽ đứt cái cọng dây kẽm này, chứ cái phần siêu sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Ở đây sau đó các bạn dùng những cái tờ giấy hoặc là những cái văn bản để mà mình nhập cái số series ở trên đây, cái hàng hóa của mình trong lúc vận chuyển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của công ty Triệu Vũ chúng tôi. Hẹn các bạn vào những lần sau.